Chào mọi người, ngày hôm nay thì Dương Anh sẽ giới thiệu mọi người cái bộ ổ điện hẹn giờ này. Cái này mình sử dụng rất là tiện ích cho những cái công việc như là bật tắt máy bơm hoặc là bật đèn vào buổi tối, hoặc nó mình sẽ thiết lập vào các cái chương trình, ví dụ chương trình tưới cho vườn cây khoảng bao nhiêu phút, bao nhiêu giờ gì đấy. Thì nó có tận 16 chương trình, cho nên là mình mỗi một chương trình ấy, thì nó sẽ có bao gồm là bật lúc mấy giờ, tắt lúc mấy giờ và vào thứ mấy. Thì Dương Anh sẽ review chi tiết mọi người xem cái ổ điện này. Thứ nhất là về hình thức, nó sẽ có ổ cắm 3 trần đây, các nút bấm và phía sau sẽ là thông số kỹ thuật. Đấy, điện áp 220 đến 240 50 MHz và 10A. Ở đây thì nó sẽ có thời gian thực. Chế độ thời gian thực thì có thứ mấy ở trên này. Ngày giờ và chương trình hiện tại. Bây giờ hiện tại nó đang đặt chế độ auto, và khi đến cái chương trình mà mình đã cài đặt sẵn thì nó sẽ tự động bật, và khi hết chương trình thì nó sẽ tự động tắt. Ở đây Dương Anh sẽ review cho mọi người thấy. Rồi bây giờ mình sẽ quay vào cái chương trình của nó để làm sao kiểm tra được có các cái chương trình như nào. Hiện tại thì Dương Anh mới sử dụng có một chương trình thôi. Đó là bật lúc 8 giờ và tắt lúc 22 giờ 30 các ngày trong tuần, thì sử dụng để bật cái đèn ngoài sân vườn ấy. Qua tiếp theo đó là cái chương trình 2 thì chưa có gì, trống rỗng thôi, không có gì cả. Mình quay trở lại thì bây giờ Dương Anh sẽ hướng dẫn mọi người cái cách cài đặt thời gian thực trước. Thời gian thực là cái thời gian thực tế trên mình đặt bây giờ. Đây ví dụ như bây giờ nó là 17 giờ thứ tư. Mình sẽ đặt giữ phím clock này. Giữ phím clock thứ tư này. Đấy. Mình sẽ đặt chỉnh, bấm nút quick này, sẽ nhảy ra thứ mấy đấy. Rồi ok, quay trở lại đến bấm phím đổi giờ, mình cũng bấm phím clock và giữ nút hour này, có thể giữ liền luôn để nó chạy liên tục luôn. Rồi bây giờ là 15, khi nào hết đến cái cần thì mình nhả ra. Đến phút này mình cũng làm tương tự như vậy. Okay. Bây giờ sẽ hướng dẫn mọi người cái cách cài đặt chương trình. Đầu tiên mình sẽ bấm vào program này, chương trình này. Nó sẽ nhảy số chương trình 1. Hiện tại on là lúc mấy giờ? On lúc mấy giờ? Đó. Sau đó mình có thể chỉnh ở đây. On lúc 7 giờ. 17 giờ, 19 giờ. Đó, bao nhiêu phút này? Mình bấm đây thôi nhé, không cần phải bấm nút clock nữa. Rồi, ok, xong tiếp tục để đến cài đặt tắt lúc mấy giờ. Mình bấm vào nút này, program này. Và tiếp tục làm như vậy. Cho 23 giờ 30 phút. Rồi, bây giờ cái lúc này là lúc mà mình sẽ cài đặt là nó sẽ bật vào thứ mấy đây. Thì hiện tại mặc định Dương Anh đã cài đặt thì nó là full các ngày trong tuần. Tuy nhiên nếu như mình muốn cài đặt nó khác đi một chút thì mình sẽ bấm vào quick này. Thứ hai này. 3 4 5 6 7. Đây là tức là chỉ có một ngày trong tuần, ví dụ chủ nhật sẽ mới bật. Hoặc là mình sẽ đặt này. 2 bấm tiếp nó sẽ mặc định sẽ là 2 4 6 hoặc là 3 5 7. Hoặc là hai ngày cuối tuần, nó sẽ có những cái chương trình mặc định như vậy. Bây giờ Dương Anh sẽ để full các ngày trong tuần đấy, ví dụ nó trừ ngày cuối tuần ra này, hoặc trừ ngày chủ nhật ra này, đấy, thì Dương Anh sẽ bật hết các ngày trong tuần. Xong như vậy là đã xong một chương trình, thì mình sẽ bấm tiếp vào nút này để cài đặt chương trình thứ hai. Nếu như chương trình thứ hai của mình không có cái gì ấy, đấy, mình bấm vào đây reset, mình không muốn cài đặt thì mình bấm vào đây là nó sẽ xóa cái chương trình này đi. Rồi, quay trở lại cái thời gian thực.
Và bây giờ kiểm tra lại một lần nữa về cái chương trình số 1. Ok, như vậy bây giờ nó sẽ bật lúc 19 giờ 10 phút như lúc nãy cài đặt, và tắt lúc 23 giờ 30 phút các ngày trong tuần. Ok, chương trình 2 thì không có gì rồi. Bây giờ ta sẽ bấm lại nút clock để quay trở lại thời gian thực này. Ok, bây giờ nhá, còn một cái nút này nữa, đó là nút là on auto off. Thì hiện tại nó auto ở giữa này, thì nó sẽ cứ đến giờ thì nó sẽ bật, và đến cái giờ mà mình cài đặt ấy, thì nó sẽ bật, hoặc là nó hết giờ thì nó sẽ tắt. Thì bây giờ ví dụ mình bấm vào đây, nó nhảy sang on, thì tức là nó sẽ on, on cho tới khi nào cái chương trình tiếp theo nó tắt ấy. Ví dụ như bây giờ nó sẽ on cho đến khi 23 giờ 30 phút nó sẽ tự nó tắt, hoặc là nó cái này nó sẽ on suốt rồi, như nó on suốt nó không không tắt. Bấm sang off thì nó sẽ là off luôn, không mở nữa. Hoặc ví dụ mình bấm sang auto. Auto mà trong cái khoảng thời gian, ví dụ như ở đây khoảng thời gian này là mình đã bật rồi, thì nó sẽ nhảy cái đèn sáng này lên. Bây giờ Dương Anh sẽ thử nghiệm luôn trên này nhé. Ổ điện này, hoàn toàn có điện này. Đang sáng rồi. Rồi, bây giờ quay trở lại cái chương trình này, mình sẽ cài đặt để làm sao mà nó sẽ nhảy lên. Bây giờ là anh sẽ cài lên là 10 giờ. Bây giờ hiện tại thì cắm vào là nó đã có điện rồi, 17 giờ 5 phút là nó đã chuyển sang chế độ bật rồi. Đấy, cắm vào là nó đã bật vì nó đã nhảy đến chương trình rồi. Bây giờ Dương Anh sẽ thực hiện cái nút on off cho mọi người thấy nhé. Này, on thì nó sẽ là on suốt, off là nó sẽ tắt luôn, nó mất luôn cái đèn này sáng này. Quay trở lại bấm auto thì hiện tại nó đang trong cái giờ nó mở ấy, thì nó sẽ sáng đèn lên. Đó. Như vậy là Dương Anh đã vừa hướng dẫn mọi người cái cách cài đặt và cũng giới thiệu sơ qua về cái đồng hồ hẹn giờ này. Hiện tại sản phẩm này dùng tương đối là bền, vì Dương Anh cũng sử dụng một thời gian rất là dài, khoảng 1 năm. Ngoại trừ cái tiêu chí nó là bị, nếu mà dính nước ấy, bị ngâm nước là nó sẽ hỏng. Còn đâu nếu như mình đặt sử dụng thì cái đồng hồ này cũng lâu, mà tất tần đặt các thiết bị điện trong này nó dùng rất là bền. Mình cắm cố định một chỗ thì rất là bền, thậm chí 1 năm. Nên Dương Anh sẽ có một cái chính sách bảo hành riêng cho các bác khi mà mua hàng tại shop của Dương Anh, tại cửa hàng của Dương Anh trên Facebook Dương Anh hoặc là website duong.anh.vn. Các bác cũng có thể đặt mua qua Shopee, thì Dương Anh sẽ giao hàng tận nơi, và khi nào các bác nhận được hàng thì sẽ thanh toán cái tiền sản phẩm. Xin chúc các bác thành công.